so sánh giữa Việt Nam và Malaysia. Ngày độc lập. Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945 từ đế quốc Pháp. Malaysia ngày 31 tháng 8 năm 1957 từ Vương quốc Anh. Diện tích tự nhiên. Việt Nam là 331.212 km2. Diện tích đường bờ biển là 3.260 km. Diện tích tự nhiên của Malaysia là 330.803 km2. Đường bờ biển là 4.675 km. Dân số. Việt Nam dân số là 98.721.275 người. Dân số của Malaysia là 32.652.083 người. Về quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam xếp hạng 24 thế giới. Biên chế quân đội 482.000 người. Ngân sách quốc phòng là 6,3 tỷ USD. Lực lượng vũ trang Hoàng gia Malaysia xếp hạng 44 thế giới. Biên chế quân đội 110.000 người. Ngân sách quốc phòng 3,8 tỷ đô la. GDP. GDP của Việt Nam là 369,494 tỷ đô la. GDP của Malaysia là 380.261 tỷ đô la. Nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình Việt Nam là 24,45 độ C, cao nhất là 42,7 độ, thấp nhất là 7 độ C. Nhiệt độ trung bình của Malaysia là 27 độ C, cao nhất là 43 độ C và thấp nhất là 23 độ C. Tôn giáo chính. Tín ngưỡng vô thần ở Việt Nam là 73,7%. Phật giáo 14,9%. Tôn giáo khác là 7,4%. Tôn giáo chính của Malaysia là Hồi giáo chiếm 80%, còn lại là các tôn giáo khác chiếm 20%. Thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, là 3.359 km2, dân số là 8.053.000 người. Thành phố lớn nhất của Malaysia là Kuala Lumpur, diện tích là 243 km2. Diện tích của Kuala Lumpur là 243 km2, dân số là 2 triệu người. Tòa nhà cao nhất của Việt Nam là Landmark 81, 81 tầng, với tổng chiều cao là 461,3m. Tòa nhà cao nhất của Malaysia là tháp đôi Petronas, với 88 tầng, với tổng chiều cao là 451,9m. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là máy móc thiết bị chiếm 126,9 tỷ đô la. Của Malaysia là máy móc thiết bị chiếm 86,6 tỷ đô la. Người giàu nhất của Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng, với tổng tài sản là 7,3 tỷ đô la. Công ty là tập đoàn Vingroup, sản phẩm chính bao gồm công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ và bất động sản. Người giàu nhất của Malaysia là ông Robert Cook, với tổng tài sản là 12,6 tỷ đô la. Tập đoàn Cook Group, sản phẩm chính là dầu cọ, vận chuyển và tài sản. Người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội ở Việt Nam là diễn viên MC Trấn Thành, với lượt theo dõi là 29 triệu người. Người được theo dõi nhiều nhất của Malaysia là Monus, diễn viên Kim MC, với tổng lượt theo dõi là 84 triệu người. Tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam là tập đoàn Vingroup. Lĩnh vực chính: công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ và bất động sản. Của Malaysia là tập đoàn Robotscoop, lĩnh vực vận chuyển, dầu cọ và tài sản. Bộ phim có doanh thu cao nhất của Việt Nam là Bố Già, với lợi nhuận là 215 tỷ đồng. Của Malaysia là Munafik 2, với lợi nhuận là 48 triệu đô la. Phong cảnh nổi tiếng của Việt Nam là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Và của Malaysia là tháp đôi Petronas tại thành phố Kuala Lumpur. Món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam là phở, và của Malaysia là Nasi Lemak. Du khách nước ngoài của Việt Nam trung bình là 3.686.779 người trên một năm. Của Malaysia là 26.757.392 người trên một năm. Đối tác thương mại của Việt Nam, đối tác chính là Trung Quốc chiếm 22,2%, Hàn Quốc là 13,7%, Hoa Kỳ là 12,6% và Nhật Bản là 7,9%. Trong khi đó, đối tác chính của Malaysia là Trung Quốc chiếm 14,2%, Singapore chiếm 13,9%, Hoa Kỳ chiếm 97% và Nhật Bản chiếm 66%.